Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn nghe truyện ngắn bài hát nào cho bạn. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. là tên của thằng nhỏ sẽ trở thành thợ mộc tôi thích một cái tủ sách lớn đặt ở trên gác nhưng sợ cầu thang hẹp di chuyển khó nên rước thợ về nhà tốt thợ có bốn người thằng bạc đang học việc luống tổn chạy theo lấy cái bào này cây thước kia cho mấy anh nó hay lục lọi cái đống sách của tôi nằm ngổn ngang trên sàn nhà gặp cuốn giày xoay đi xoay lại chắc lưỡi Trời ơi, cầm cuốn sách này là thấy buồn ngủ rồi Toàn là chữ, không có hình gì hết vậy chị hai Cũng may, không có hình mà nó không chổng ngược sách xuống Chứng tỏ nó cũng biết chữ, chút ít Lúc đó tôi đang đọc rừng Na Uy Chính xác là đọc lại lần thứ hai Hít thở lần nữa cái không khí u sầu buồn bã của một mối tình Thằng bạc thấy tôi dán vào cuốn sách Nó hỏi sách viết gì vậy chị hai Tôi đáp ơ ờ, hờ Ờ thì tình yêu và cái chết Thằng bạc trề cái môi thăm xì của nó dài thược Ai mà rảnh quá vậy Viết mấy cái chuyện tầm phào không Chị hai có chuyện vụ án hay là chuyện ma gì không Tôi lắc đầu Thằng bạc yếu xìu Tôi mắc cười quá Nói sách nói về cái chết cũng hay mà Sao không thích Thằng bạc nguyết ngoáy Hay gì Chết là hết trơn Chết là hết trơn đó là quan điểm của thằng bạc thợ mộc nó chỉ cần gọn lõn bốn từ còn triết gia văn sĩ đạo giáo thì nói về chuyện này hàng ngàn năm nay vẫn chưa muốn dừng lại ở bờ bến nào thằng bà kể hồi má nó chết rồi thì chị hai là má nó chăm sóc mấy đứa em nấu cơm giặt giũ đi làm kiếm tiền má nó trở thành ma rồi đâu còn nhúng tay vô mấy chuyện đó nghĩa là hết rồi chấm dứt rồi những người sống mất đi làm để có cơm mà ăn thế còn nỗi nhớ sự tuyệt vọng sự tồn tại ở một thế giới khác sự ám ảnh miên viễn của nỗi mất mát nhưng tôi đi cãi nhau với thằng nhóc này thì tôi uổng không có lẽ tất cả điều đó vô nghĩa trước việc đi làm để có cơm ăn tôi đành cười trừ tủ sách đóng xong thợ chính không tới nữa phần đánh bóng sơn lao chùi kính tóm lại là cái phần hậu kỳ giao cho thằng bạc Tôi nhịn nghe nhạc mấy bữa cũng thèm Ai ngờ thằng Bạc rất lấy làm phiền Nghe đố ai của Phạm Duy Nó cằn nhằn Cái ông này quẩn thiệt quẩn Biểu người ta đếm lá đếm sao ở trên trời Sống kiểu vậy Không chết đói mới là lạ Thái Thanh hát tìm nhau Thằng Bạc không mấy hài lòng Khó hiểu quá Tìm nhau mà tìm trong hoa nở Tìm trong gió Sao mà có trời sao không đăng tin trên đài cho gọn? Cho tới giết người trong mộng, nhạc sĩ phổ theo thơ của hàng mặt tử, thì thằng Bạc bực bội thật sự. Có giỏi thì đi giết mấy người ác đang sống sờ sờ nhẫn nhơ kìa. Thương người này không được thì thôi, đi thương người khác, hơi sức đâu mà hăm he lãng nhất. Tôi tức anh ách, nhưng cố nhịn, cãi với thằng nhỏ này thì tôi cũng giống như là con đít cố nuốt cục tức hỏi vậy chứ nhạc gì hay nó cười chị hai có đám cưới nghèo có hoa sứ nhà nàng không có chuyến xe lam chiều không hay là thói đời sao gì cũng không có hết vậy trời mấy bài đó nghe hay lắm vậy nghe thương đâu đầy, ai, ai chưa ai qua vâng? chứ phải là người thằng bạc nhắc tới bài nào là hồn nhiên hát luôn cái bài đó giọng nó không có tệ ngọt và nhừa nhựa tưởng nó đã uống vài ly rượu rồi có bài hát nữa lạ nữa quen tôi nghe suốt từ thời thơ ấu giờ vẫn gặp lại trong quán cà phê quán nhậu trên đường phố tôi không mang về nhà thì thằng bạc đem về như thể nó biết tôi đã quên đã đánh rơi bên đường như thể tất cả chúng là của tôi chỉ có bài hát mèo hoang nào đó mà thằng nhỏ nhắc tôi thấy hơi xa lạ bạc tỏ ra thất vọng ghê gớm bài đó hay lắm hát cho mấy người làm nghề bán bia mà hay có phải em về trong đêm nay bước thấp bước cao ngã nghiêng trên đời này lạnh vai áo hoa phai mờ mà... bỗng dưng thằng bạc sưng sưng chị hai tôi nghe lần nào cũng khóc hết rồi bỗng dưng nó sợ tôi đoán ra điều gì đó Nó đột ngột gượng cười Không biết chừng nào người ta mới viết bài hát về thợ mộc như tôi hen Tôi không biết Tôi cũng chưa biết bài hát làm rơi nước mắt những chị cà phê Những người đàn bà sương gió Nhưng giờ trở đi Tôi sẽ lắng nghe IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới trân trọng